Xin chào các bạn, là mình Lê Văn Độc đây. Và xin chào các bạn lại tham gia cùng mình để học SEO Internet Máy Tính nhé. Thì cái bài lần trước là cái bài rất là quan trọng mà chúng ta học với nhau để SEO được một cái tiêu đề và SEO là cái mô tả cho một cái bài viết. Lần trước chúng ta đã học về SEO Page là cái bài quan trọng nhất, là các bạn phải tối ưu được cái tiêu đề và cái description là cái mô tả. Thì trong bài này thì chúng ta sẽ tiếp tục đi những phần tiếp theo, là chúng ta sẽ phải tối ưu về 6 cái đề mục cũng như là tối ưu về URL của bài viết là sẽ hoàn thành một cái bài viết. Thì 6 cái đề mục của cái bài viết thì các bạn chú ý cho mình, tập trung cho mình là làm chủ yếu vào đề mục là H1 và H2. Thì chúng ta sẽ có cái đề một là cái đề mục cấp 1 đấy, là quan trọng nhất và nó chỉ có một mà thôi. Nó là mạnh nhất và nó chính là cái tiêu đề mà chúng ta đã học trong cái bài trước rồi. Đấy, thì còn cái bài này chúng ta sẽ học về cái H2 và những H khác. Thì cái H2 thì chúng ta nên có 3 cái H2 để mở rộng cho cái H1. H1 là cái các bạn đã đặt tên cho cả cái bài viết của mình. Nhưng cái H2 thì các bạn phải mở rộng ra là 3 cái ý tưởng, 3 cái cốt lõi, 3 cái điều gì đó, 3 cái liên quan đến cái H1. Đến cái H1 là cái từ khóa nó sẽ được mở rộng ra. Thì chúng ta sẽ có 3 cái đề mục, giống như là chúng ta có một cái tiêu đề xong, thì sau dưới cái tiêu đề chúng ta sẽ có 3 cái mục. Ví dụ chúng ta có phần 1 la mã đúng không? Thì sau có phần 1, 2, 3 nhỏ. Thì trong phần 1, 2, 3 nhỏ ta sẽ có phần, thì trong phần 1, 2, 3 nhỏ tức là phần H2, tức là trong H2 ta sẽ có 2, H3, tức là trong 1 nhỏ ta có A và B. Đấy, trong 2 nhỏ ta có A và B, trong 3 nhỏ ta có A và B nhỏ. Đấy. Để chú ý là chúng ta sẽ có 3 cái H2 và 2 cái H3, có nghĩa là tức là nó sẽ có 6 cái H3. Thì trong H3 ta sẽ có H4, trong H4 có H5, trong H5 có H6. Thì H4, H5, H6 thì là những cái đề mục rất là thấp và Google thì cũng không đánh giá nhiều trên những cái H4, H5, H6 này. Nhưng mà các bạn có thì là tốt, còn nếu các bạn cảm thấy mà nó nhì nhằng quá, H4, H5, H6 nó khó viết quá thì các bạn cũng không cần phải để dày như vậy, không cần phải để nhiều H quá, nó cũng dày nhưng mà nó cũng hay. Đấy, thì đề mục thì phải khái quát được cái nội dung của cái từ cần SEO và Google sẽ đánh giá cái đề mục và lên. Và H2 thì nên lặp lại H1 và chứa những cái thành phần của H1 được mở rộng ra. Và bài viết, toàn bộ cái bài viết của bạn, thì nên chứa 500 từ. Ít nhất là 500 từ nha. Thì đây là cái cấu trúc của cái bài viết, cái structure của cái content của các bạn. Thì các bạn xem đấy là mô tả. Thì đến H1, các bạn H1 là một cái từ khóa chuẩn SEO tuyệt vời các bạn. Chính là cái tiêu đề của cái bài viết này. Thì các bạn có thể viết mô tả trước, sau đó viết về tiêu đề trước sau cũng được. Hoặc là các bạn viết H1 trước, tiêu đề trước, title trước, sau đó mới viết mô tả. Đấy. Thì tùy các bạn thích viết mô tả trước hay viết mô tả sau thì đều được cả. Thì sau khi các bạn viết được cái mô tả và cái H1, title, tiêu đề rồi thì các bạn sẽ sang cái title H2, cái title nhỏ hơn. Thì trong H2 các bạn sẽ thấy hai cái H3. Trong cái H3 này thì các bạn sẽ bla bla cái nội dung gì đó. Thì sau đó các bạn chèn thêm cái ảnh. Đấy, chèn thêm cái ảnh vào, các bạn cảm thấy là từ cái ảnh này các bạn thấy bla cái gì đó, có thể bla ABC. Đấy. Các bạn blam cái gì đó thì các bạn hết một cái H2. Hết cái H2 thì các bạn lại đến cái H2 khác thì các bạn cũng blam xong rồi thêm ảnh. Blam thêm ảnh hoặc là thêm video. Đấy, thêm ảnh hoặc là thêm video cũng được. Ngoài thêm ảnh thì các bạn có thể thêm video và hoặc là đường dẫn link vào các trang web khác, các bạn đặt những backlink rồi là link liên kết rồi là tô đậm in nhương và các thứ vào đây. Đấy. Rồi tiếp theo là đến cái H2 thứ 3. Đấy, sau H2 thứ 2 các bạn đến cái H2 thứ 3 thì các bạn cũng nên bla bla cái gì đó, xong rồi nội dung bla bla nội dung lung tung gì đó và xong bla bla các loại ra, xong các bạn chèn thêm ảnh hay là đưa thêm địa chỉ công ty hay là tất cả những cái linh tinh gì đó. Đấy, xong rồi các bạn đưa vào đây hoặc là liên kết 1, 2, 3, 4, 5 cái liên kết sang cái bài khác, gợi ý đọc thêm hay là bất cứ cái gì đó các bạn chia sẻ ở bên dưới cái H2 này. Đấy, thì nó có, tức là cái những cái chia sẻ đấy nó có liên quan đến cái bài này. Đấy. Sau đó các bạn tổng kết, các bạn kết luận khoảng tầm 3 câu đến 4 câu. Đó, kết luận xong các bạn chào tạm biệt và gửi chúc. Thế là các bạn hết một cái structure. Thế là các bạn hết một cái bài viết, hết một cái content. Nó rất là dễ thôi. Các bạn chỉ bài 3, thì các bạn chỉ bài khoảng 500 từ đúng không? Thì cái H1 này, thì các bạn đặt xong H1 này, các bạn viết H2. H2 thì các bạn viết khoảng tầm ở đây 150 từ, xong thêm một cái ảnh H2 này các bạn viết 150 từ nữa, thêm cái ảnh nữa thì là các bạn đã có 300 từ rồi.
Thì cái H2 cuối cùng thì bạn viết khoảng 300 từ nữa, bla 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 300 từ nữa, xong rồi bạn tổng kết là hết. Thì đấy là các bạn viết được cái bài 500 từ, nó rất là nhanh và nó chuẩn SEO, các bạn không phải đi ăn kiểu ăn cướp của ai, không phải ăn cắp của ai, thì nó rất là hay, nó tuyệt vời cho cái bài viết của bạn. Thì nó chỉ có đơn, các bạn nhìn thấy chỉ đơn giản là các bạn cứ viết cái H1 này, xong viết H2, H3, thấy chưa? Đấy, H1 này, H2, xong 2, H3, H2, H3, thì trong H3 các bạn thể chèn H4, H5, H6 cũng được. Đấy, tùy các bạn thích chèn bao nhiêu H3, H4, H5, H6, tùy các bạn. Đấy, chung quy là các bạn phải viết bài thôi, viết bài, phải cố gắng viết bài. Thì trong cái phần này các bạn phải chú ý là lỗi chính tả, đấy, các bạn viết là phải cố gắng soát lại lỗi chính tả là một. Câu cú đừng có lủng cùng đúng lục cục quá, cái gì mà nó cảm thấy câu nào khó hiểu quá thì các bạn viết ngắn lại, viết gọn lại, hay là viết chấm phẩy cho nó rõ ràng. Đấy là cái thứ nhất là lỗi về chính tả, lỗi về trình bày văn, đúng không? Thứ hai là tất cả các H1 và H4, từ H1 đến H4 này, tất cả các H1 đến H4 thì các bạn phải có cái từ khóa gốc trong cái tiêu đề của cái H đó. H1 thì chắc chắn phải có từ khóa rồi, nó không? H2, H3, H4 thì đôi khi các bạn không làm cho nó mở rộng cái H1 ra, mà các bạn thường điền những cái gì đó nó không chứa từ khóa, nó không chứa từ khóa thì nó cũng SEO được cho cái H1, đúng không? Thì các bạn phải nhớ là từ H1 đến H4 phải cố gắng đồng nhất về một loại từ khóa, nó mở rộng ra thôi nhưng nó phải chứa cái từ khóa gốc nhá. Nó mở rộng ra phải chứa từ khóa gốc thì các bạn phải nhớ thế. Còn H5, H6 thì các bạn để lệch một tí cũng được. H5, H6 thì các bạn để lệch một tí cũng được, nó không quan trọng như là H1, H3, H4 thì cái này nó lại bù đánh giá mà các bạn nhớ. Thì SEO này không tập trung vào SEO thương hiệu mà SEO vào từ khóa nhé. Vì thương hiệu chỉ có một, không cần SEO. Ví dụ như các bạn biết là tôi muốn bán một cái sản phẩm của cái công ty Thành Long chẳng hạn. Đấy, thì bạn biết là cái thương hiệu Thành Long thì nó chỉ có cái công ty đấy nó tên là Thành Long, hoặc là một hai cái công ty khác có tên Thành Long, hoặc là ví dụ như là Alibaba hay là Express hay là AD rồi .com, thì những cái thương hiệu đấy nó chỉ có một mình nó thôi, rồi nó đã được bảo vệ bản quyền, nó không được thằng nào đặt tên giống nó. Thế cho nên là cái thương hiệu là còn không phải SEO, thương hiệu nó một mình nó có một cái thôi, một mình nó cả thế giới chỉ có một cái thôi, nếu nó đã bảo vệ bản quyền ấy thì một mình nó có một cái thôi, các bạn không phải test SEO thương hiệu, các bạn không phải viết đi viết lại thương hiệu đấy. Không phải viết đi viết lại, các bạn chỉ viết một vài lần thương hiệu là tự dưng là nó index SEO là nó ra rồi, các bạn không còn viết lại cái thương hiệu. Không, thương hiệu nó không phải SEO, không phải là tập trung vào SEO thương hiệu, mà các bạn tập trung vào SEO từ khóa. Các bạn nghiên cứu từ khóa nào đối tượng con người đang tìm kiếm, con người đang cần đến, con người đang thắc mắc, con người đang có nhu cầu, thì các bạn phải tìm kiếm cái từ đó và các bạn SEO vào cái từ đó, để cái từ đó nó ăn SEO thì cái bài viết của bạn nó đi lên, nó đáp ứng được cái nhu cầu cho người dùng, thì người dùng mới tìm đến cái trang web của bạn và mua hàng của các bạn. Giờ các bạn đừng có SEO thương hiệu, làm thương hiệu đi, ví dụ như là Lan Chi, xong các bạn đi bảo vệ cái thương hiệu Lan Chi rồi chả có ai dám đặt tên giống bạn nữa, thì bạn SEO làm cái gì, cái đấy SEO làm gì, đúng không? Cái đấy chỉ cần nó lên nó gõ một phát, ví dụ bánh Lan Chi là nó ra bánh Lan Chi rồi, ai người ta bạn đã bảo vệ bản quyền, ai người ta đặt giống nữa đâu, đúng không? Cho nên các bạn không phải SEO cái đấy nhé, các bạn nhớ cái bài SEO phải cố gắng biết như thế. Và cái cuối cùng đấy là tối ưu URL, các bạn tối ưu URL. Ví dụ khi mà các bạn viết xong cái bài viết ấy, thường nó sẽ có cho các bạn cái URL nó này, URL nó lằng ngoằng là 9C50AB đấy, cái URL này, hoặc là cái đường YouTube này nó cho các bạn cái URL nó toàn những ký tự lằng ngoằng này, thì các bạn phải tối ưu URL này. Thì URL có hai loại, một loại là dạng tĩnh, một loại dạng động. Dạng tĩnh có nghĩa là những cái ký tự, các cái ký tự lằng ngoằng, các ký tự nó không thể hiểu được, như này gọi là dạng tĩnh. Dạng tĩnh này không có giá trị SEO, các bạn nhớ là dạng tĩnh này không có giá trị SEO nhé. Các bạn phải nhớ là dạng tĩnh này phải được đổi đi, đổi sang dạng động. Dạng động có nghĩa là trong nó chứa từ khóa thôi, thì các bạn nhớ trong đó khi viết xong bài viết chúng ta cần xử lý đường URL để tăng giá trị SEO bằng cách là chúng ta viết nó về cái đường link chứa từ khóa, đường link chứa từ khóa, đổi những cái này thành những từ có từ khóa. Thì bây giờ mình sẽ làm mẫu cho các bạn trong cái blog của mình nhá, làm mẫu cho các bạn trong cái blog của mình thôi, để cho các bạn có thể hiểu được. Lần trước là mình làm mẫu cho các bạn cái H1, tức là cái tiêu đề và cái description, đúng không? Thì trước mình đã viết cho các bạn đây và mình vẫn còn đây, các bạn nhìn đây, đây là cái bài của mình nhé. Đây mình để cái H này H1 này, đây cái này H2 này đấy. Thì giờ mình sẽ bla bla đây này, bla bla này, cuộc sống này đấy, cuộc sống chúng ta có rất nhiều này, ví dụ là người trước bắt nạt làm khó người, làm khó người đến sau, đến
sau chỉ vì bản thân họ mà thôi. Đấy, đấy, đây là một cái H2 này mình sẽ, hay là cách nhận biết, cách nhận biết bạn rơi vào trường hợp hai con trâu, hai con trâu không phải lo ma cũ bắt nạt ma mới này. Đấy nhá, thì đây là cái H2 của mình. Đấy, cái H2 thứ hai này nó hơi dài. Cái H2 thứ nhất này có vẻ ok này. Đấy. Cái H2 thì các bạn cũng viết như cái H1 thôi, đừng để nó dài quá 100 từ. Đấy thì bây giờ mình sẽ kiểm tra cái này vì mình thấy cái này nó viết tiêu đề nó hơi dài. 84 ký tự thì nó cũng không gọi là dài lắm, nhưng mà các bạn rút nó về khoảng tầm, nếu các bạn rút nó về 75 ký tự để rơi vào 75 ký tự thì là tốt nhất. Thì mình sẽ rút cái này một tí. Câu này chắc chắn là ok rồi, câu này nhìn là ok rồi. Cách nhận biết. Cái này nóng mặc kép vào cho nó dễ hiểu. Đấy, như thế nó ngắn hơn một tí rồi. Ngắn hơn được mấy từ nhưng mà chắc chỉ được 76 từ thôi. Thì đây sau đó các bạn bà la này, bạn bà la nhá. Bạn bà la này. Bà la. Đấy. Thì hoặc là mình có thể chèn thêm cái video của mình vào đây này. Video này. Chèn thêm cái video vào đây. Từ YouTube này. Từ YouTube của tôi này. Đây này. Mình chèn đúng cái bài này vào. Đấy, các bạn sẽ thấy là cái bài này này. Đấy. Các bạn nên cho thêm cái ảnh, nên cho thêm cái ảnh vào cái H2 thứ hai này, đúng không? Nó chưa có ảnh này. Thì các bạn bla xong các bạn thêm cái ảnh vào đây, bla đây khoảng 150 ký tự nhá, 150 ký tự. Ở dưới này cũng thế, khoảng tầm 150 đến 200 ký tự. Đấy, đúng không? Đến 200 ký tự. Các bạn nhớ như vậy. Bên dưới này cũng thế, khoảng 200 ký tự thì các bạn sẽ có được một cái bài viết khoảng hơn 500 ký tự là tuyệt vời nhất. Thế các bạn sẽ đấy là cái này. Thì là mình sẽ tìm thêm một cái ảnh hai con chó, hai con trâu hay là ảnh gì đó nó hay hay thế nhỉ. Mình sẽ vào Google này, mình lấy này công việc này, cạnh tranh này, lấy cái này cho nó hình ảnh này, công cụ này, quyền sử dụng này. Đấy. Đấy, các bạn sẽ thấy được có những cái ảnh nó sẽ free cho chúng ta. Có những ảnh sẽ free cho chúng ta thì chúng ta sẽ... Đây, chúng lấy cái ảnh hay này. Đấy. Cái ảnh này sẵn này có thể có bản quyền. Passipay thì không sợ rồi. Passipay thì nó ok đấy. Passipay là ok. Passipay. Rồi, đấy, thêm vào đây. À. Chọn tên. Rồi, chọn tên đâu rồi. Để có thì phải. Đây, thì trước khi các bạn đăng lên thì các bạn ấy đi, ví dụ mà các bạn nên viết là nên share cái ảnh nhá, share ảnh này. Mình dạy các bạn share ảnh nhá. Đấy. Nhớ là sửa này. Đấy. Đấy. Bạn nhìn cách chưa? Đây. Đấy các bạn nhìn thấy đây là cách share này. Các bạn nhớ là share ảnh các bạn share như này nhá. Các bạn có thể chấm JPG đây. Đấy, hoặc là không thì kệ nó. Đấy, nó sẽ ra một cái ảnh nó được share. Đây là cái ảnh được share này. Đấy. Sau khi các bạn đăng cái ảnh ấy rồi các bạn thêm chú thích này. Thêm chú thích này. Đấy, thêm chú thích này, bài học cuộc sống này, ví dụ thế, bài học cuộc sống trong công việc, đấy, à,
Đấy, sau đó các bạn thêm thuộc tính này, cái này là thêm thuộc tính nhá, thuộc tính các bạn có thể lấy luôn cái này, thuộc tính thì các bạn có thể seal, bạn đã seal cái này mà, đấy, thuộc tính bạn đã seal cái này, các bạn đưa thuộc tính vào đây này, đấy, đấy, thuộc tính này, đấy, để tạo ra một cái từ seal giống nhau, đấy. Bây giờ các bạn ok này, đấy. Trong một số các trường hợp mà các bạn nào mà làm những dịch vụ mà có số điện thoại hay địa chỉ công ty, các bạn ấy có thể sửa cái ảnh này, các bạn hiểu nhỉ, sửa cái ảnh này để dùng pen, hoặc là các bạn dùng biết dùng Photoshop thì các bạn dùng Photoshop, hoặc là các bạn không làm được các bạn thuê người khác để điền cái số điện thoại này, địa chỉ công ty các thứ vào đây, cam kết vào đây, edit đồ họa cái ảnh thật là đẹp, làm một cái đồ họa cái ảnh thật là đẹp thì các bạn đăng up lên đây chưa, để vào đây. Và có thể bạn có thể chơi thêm một cái ảnh nữa cho cái phần H2 thứ ba này, cho cái phần H2 nữa này, hoặc là không các bạn có để cái H2 này ở đây không thôi nhá. Đấy các bạn có, đây là xong nhá, đây là một này, đây là có H1 này, H2 này, đúng không? H2 này, H3 này, đúng không? Thì giờ chúng ta sẽ làm cái H3 này. Bây giờ ta sẽ H3 nhá. H3 này. H3 này. Tại sao mà cũ bắt đầu làm mới, người trước là người sau này? Thì tôi sẽ làm cái H3 đó là bạn hiểu. Ma cũ này bắt nạt ma mới là gì, đấy là gì, đúng không, là gì đấy, là gì. Thì sau đó các bạn chọn tiêu điều con là H3 này, đấy. Khi nào bạn sẽ rơi vào đấy, khi nào, đúng không, cái câu này là gì, là what rồi, khi nào là when này, sẽ rơi vào trường hợp ma cũ bắt nạt ma mới. Đấy, không bỏ la ra thôi, đúng không, bắt nạt ma mới, đây là cái H3, đây là cái H3 này, đấy. Xong rồi bên dưới này nó có thể nghĩ H3 này, nó sẽ nghĩ là làm sao để xử lý khi bị rơi vào trường hợp hai con chó bạn bị bắt nạt đấy, thì đấy đấy. Thì đấy, bây giờ thì H3 này. Đấy, thì trong một cái H2 các bạn đã làm hai cái H3, đúng không? Là một cái H2 này, một cái H3, hai cái H3, đúng không? Đấy, khi nào rơi vào trường hợp đề này, khi nào, đúng không? Đấy là làm thế nào này, đúng không? Đấy. Đây là trước khi nào đây là tại sao, đúng không? Tại sao bạn bị người cũ trong công ty bắt nạt, đấy, khi mới đến, rồi đấy, rồi tiêu đề con này đấy, thì các bạn đấy, các bạn cứ what, when, where, how, why đấy, các bạn trả lời cho người ta, đúng không, thì nó sẽ ra được đấy. Trong phần H3 này có cái ảnh này đấy, trong bây giờ bạn nghĩ thêm hai cái H3 bên dưới này nữa, đấy, bạn phải nghĩ thêm hai cái H3 này nữa. Thì sau đó là các bạn tổng kết thế là xong, được chưa? Thì đấy là một cái bài viết hoàn chỉnh cho cái bài này. Xong còn cái URL đấy, các bạn nhìn này, liên kết cố định này. Tùy vào cái người thiết kế web của bạn ấy, các bạn phải hiểu là cái người thiết kế web của bạn họ đặt cái liên kết ở đâu, họ chỉnh sửa liên kết đâu thì bạn phải bảo. Thì đây là cái liên kết tự động, cái liên kết tự động này các bạn phải chỉnh sửa đi, đúng không? Tại sao mà cũng bắt đầu ra mới này? Đây nó đã hoàn toàn chuẩn SEO rồi. Đấy, thì nó chỉ sai tí thôi. Đấy, ta sẽ xóa này đi. Đấy, nó không cần phải cái để cho HTML nó ngắn gọn, đấy, rõ ràng, đấy, được chưa? Thế xong bạn lưu lại cái HTML, cái URL, cái HTML đấy, cái URL nó đã, thế là cái URL cái liên kết nhá, nó đã được tối ưu này, đấy các bạn hiểu chưa? Đấy là những cái tối ưu, đấy các bạn phải hiểu như thế. Thì sau đó các bạn nhé, mời bạn đọc thêm này, các bạn sẽ có phần để mời bạn xem thêm, đấy, xem thêm thì các bạn đưa 5 đường link, bạn đưa cho mình 5 đường link của bài viết khác, đây là SEO on page đấy, à,
bạn đưa link vào đây, còn là dẫn link này, back link này, đi link này, link liên kết này, đúng không? Các bạn đưa năm đường link vào đây. Đấy, mở bạn xem thêm xong rồi. Cảm ơn là kết thúc. Được chưa? Cảm ơn là kết thúc. Cảm ơn là kết thúc. Rồi sau đó cảm ơn là kết thúc nha. Các bạn nhớ đây là có trước khi đến cái này thì bạn có hai cái H3 đúng không? H3 này. Đấy, H3 có hai H3. Đấy, và bạn mời bạn xem thêm và các bạn cảm ơn là kết thúc. Đấy. Đấy, các bạn có thể tổng kết hoặc không tổng kết đúng không? Đó. Kết luận đấy, kết luận đấy. Thì đây là hoàn thành một cái bài viết chuẩn SEO, hoàn thành một cái bài viết chuẩn SEO, tức là có video này, có ảnh này, có link liên kết này, có backlink này, đấy, in đậm tô màu đây này, in đậm tô màu, thấy chưa? Đấy, in đậm tô màu này, in đậm tô màu đấy, các bạn nhớ chưa? In đậm tô màu gạch ngang gạch béo này đấy, thì các bạn nói viết y như vậy nhá, các bạn cứ viết ra là đúng cái content đúng ấy. Nội dung mà các bạn trí não bạn tưởng tượng ra thì đó rất là tuyệt vời. Thì đó là gần như là cái bài này là cái bài rất là hay cho cái bài SEO, là các bạn phải cố gắng viết bài và phải viết bài chuẩn SEO như mình đã hướng dẫn các bạn trong cái video này. Thì các bạn phải cố gắng nghĩ ra áp dụng 5 công thức 5 với cái MH thôi, và cũng như là cái kỹ năng của mình viết mỗi ngày nó sẽ tăng lên, các bạn hiểu chưa? Và cố gắng đầu tiên viết một bài thì mỗi ngày nó viết nó cảm thấy nó hơi bị lãng, sau này các bạn sẽ viết nhiều nó sẽ quen. Thì đó là cái bài này mình muốn chia sẻ các bạn như vậy, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Và có câu hỏi gì hay có những hay vấn đề thì bạn cần tư vấn về SEO thì bạn hãy cứ liên lạc với Lộc, comment cho Lộc và nhắn tin cho Lộc, và Lộc sẽ giúp đỡ các bạn. Và bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.